là gửi đôi lời đến má nuôi này, để má nuôi suy nghĩ một cái nào đó có thể là giảm án cho cháu Thương cùng với tôi, chứ không phải là lên đây để mà thưa kiện người ta lấy cơ bản cơ sở gì thưa. Trong khi đó cháu Thương, nếu mà cháu Thương là đại diện, cháu Thương là người mà có bằng chứng là để khi là mua bán cháu Thương đó, cháu Thương có thẩm quyền để đi thưa kiện cả hai bà mẹ luôn. Đề nghị tất cả các anh YouTube còn lại bên hướng ngoài bên nhà của anh chị đó thì đừng có chia sẻ bé Thương và cháu Thương lên nữa, nhất là tôi yêu cầu là. Rồi thì nói chung là ngày hôm nay thì em đã đến tại xã và nơi của cháu Cường đang ở và sinh sống. Thì trước ngày đi thì em có nói là đi với anh xuống đây để gặp công an xã và công an huyện để làm việc. Thì việc mà sáng giờ em đến công an xã và công an huyện, em gặp các anh chiến sĩ ở nơi đó làm việc như thế nào rồi Huyền? Dạ vâng, thì trước tiên thì em cũng nói theo cái sự việc là mấy hôm nay em nói là mà em đến để trực tiếp hỏi là cháu Thư có về ở với em hay không, hay tiếp tục cư trú tại địa phương nhà cháu Cường đang cư trú. Thì em đến cơ quan chức năng thì cơ quan chức năng ở địa phương chưa nhận được thông báo từ huyện. Thì em có trở lên huyện và hỏi huyện là cái người hôm mời em là tên gì á, thì em cũng có trở lại thì ở địa phương nhà Cường thì đã nhận được thông báo của trên huyện để trực tiếp mời cháu Thư lên làm việc với em. Thì lên trước hết thì hỏi cháu Thư là cháu Thư có muốn về nhà hay không hay là như thế nào, thì cháu Thư cũng có nói là cháu Thư sẽ về, nhưng mà hiện tại thì cháu Thư chưa có về, tại vì án của cháu Cường thì mấy ngày nữa là cháu Cường sẽ lên tòa án gì đó, thì cái đó là cháu Thư trình bày với cơ quan chức năng. Thì mục đích của em thứ nhất là đi xuống đây là để hỏi con mình là con mình nó khẳng định là nó về hay không. Thì hỏi gì cháu Thư đã cũng nói rồi là cháu Thư sẽ về trong thời gian nào đó, nhưng mà hiện tại thì cháu Thư vẫn sẽ ở đây với cháu Cường, tại vì cháu Cường thời gian nó sắp tới là còn mấy ngày nữa, tại cháu Thư nói em không có cụ thể là ngày, thì nói là còn mấy ngày nữa thì cháu Cường sẽ ra tòa án đó. À, hiện tại thì cháu Cường đang trong thời gian kháng cáo ở trong cơ quan chức năng, có cho em biết là cháu Cường hiện tại đang trong thời gian kháng cáo chứ không phải là thời gian để mà án á. Đó là kháng cáo trong thời gian hiện tại là cháu Cường đang kháng cáo. Thì hỏi cháu Thư thì cũng đã lập biên bản và giấy tờ gì đó thì trong cơ quan chức năng, thì cái đó mình không có biết kêu đó là cái gì, thì cũng có ghi lời khai cháu Thư, thì cháu Thư cũng ghi như vậy. Thì với em thì em cũng có nói với cháu Thư là em không có ép buộc cháu Thư đi về. Thì cái thứ hai em cũng có phân tích cho cháu Thư hiểu là ví dụ như cái trường hợp mà con cũng muốn là thí dụ như con giờ con về thì dựng được, tại vì con cũng có bé Thư nó cũng có nhắn tin với em là mẹ ơi con muốn về, con về mà không có xe về. Thì mà từ lúc mà cháu Thư nhắn là ngày 25 đến hồi buổi này em không liên lạc được với cháu Thư luôn, rồi tất cả liên lạc thì cháu Thư có trình bày với cơ quan chức năng là cháu Thư đã bị mất điện thoại đó. Thì em cũng có nói là em liên lạc với gia đình cháu Cường, mẹ cháu Cường có kết bạn với em mà tại sao em liên lạc mà bên gia đình cháu Cường lại cũng không có nhận cuộc gọi từ em. Thì cháu Thư có trả lời là điện thoại đó là do của cái người bạn hay là cái người nào của mẹ cháu Cường á, là cái người đó nam đó chỉ giữ điện thoại suốt thôi, rồi anh xin chú xin á có gọi mà gọi cũng không có được đó. Thì cháu Thư có trình qua sự việc như vậy, thì em có hỏi cháu Thư là bây giờ do con quyết định, ví dụ như bây giờ con về con ở thì thời gian con nói con muốn nhớ cháu Cường thì mẹ vẫn chở con xuống thăm Cường trong ngày Cường chưa đi hành án. Nếu mà con ở nữa thì tiếp tục nữa thì tội nghiệp cho Cường, thì con suy nghĩ đi, nếu mà hai đứa đang bị cái tội án là đang bị phạm pháp là tại vì tội giao cấu với chị em chưa đủ tình niên đó, thì em có nói với cháu Hư như vậy. Thì do con quyết định, ví dụ như con ở thì đang thời gian kháng cáo, thì nếu mà cơ quan chức năng có vào á thì xác thực được là hai đứa đang sống chung với nhau, là tiếp tục cái hành vi sống chung với nhau như vợ chồng á, thì mức án của cháu Cường đang kháng cáo thì sẽ không kháng cáo được. Cái thứ hai nữa
tình tiết đó tăng nặng thêm. Cái thứ ba nữa là coi thường pháp luật thì em cũng nói ra, cũng có mấy anh cơ quan chức năng cũng có giải thích cho Hư hiểu, em cũng có giải thích cho Hư như vậy. Và em cũng có nói với Thư là thì do con quyết định, mẹ không ép buộc con hay là như thế nào, là do con. Thì Thư vẫn trả lời cho Thư vẫn trả lời là con ở đây con sẽ về, nhưng mà con chỉ muốn ở đây cận kề Cường những ngày mà Cường đi thi hành án. Đó, xong thì cơ quan có hỏi là cháu Thư tự nguyện hay là bị ép buộc hay là bị đe dọa gì đó hay là như thế nào. Cháu Thư nói là cháu Thư tự nguyện. Thì từ lúc đầu thì em cũng có nói với cơ quan là cháu Thư tự nguyện đi chứ không ai ép buộc. Thì bây giờ mục đích của em xuống đây là hỏi cháu Thư là cháu Thư có đi về hay không. Thì bên cơ quan là đã làm việc rồi, còn thời gian mà cháu Thư đi về thì cháu Thư cũng đã thông báo rồi. Còn đi cái vấn đề chính hôm nay mà em nói đây, em chia sẻ, em gửi đến tất cả các anh YouTube, riêng ngoài nhóm anh xin thì em không có đề cập tới tất cả các anh YouTube, chị YouTube còn lại ngoài phần những cái anh chị đã chia sẻ về bé Thư. Thì đến thời điểm này em nhận được bé Thư thì là đó đầu tiên là em gửi đến lời cảm ơn với anh chị. Và về sau nữa thì em có gửi đôi lời đến các anh chị YouTube còn lại, thì em mong rằng sự việc này ngày hôm nay nó đã kết thúc rồi, cháu Thư nó cũng đã cho cái đáp án rồi. Thì phần còn lại thì không còn thắc mắc gì nữa. Cái thứ hai nữa là cháu Thư hiện tại là bị cáo chứ không phải là bị bị hại chứ không phải là bị cáo. Mong mọi người đừng có chia sẻ con em lên mạng nữa. Đó, những cái kênh YouTube khác đừng chia sẻ con em lên mạng nữa. Cái vấn đề thứ hai nữa là em chỉ muốn mọi chuyện thì im lặng một cách bình thường. Nếu mà đúng sai thì pháp luật đã xử lý giải quyết rồi. Thì mọi người đừng có chia sẻ đem con em ra để mà thứ nhất dùng cái từ ngữ là gì, phân tích. Thì em biết rằng là mọi người phân tích cũng nhằm mục đích góp ý cho cả hai bên gia đình thôi, nhưng mà đối với riêng em hiện tại thì hai bên gia đình không có vấn đề gì, nhất là giữa em và chị mẹ cháu Cường á thì cũng không có cái mâu thuẫn hoặc là vấn đề gì hết. Hai bên gia đình thì vẫn bình thường, thì cháu Cường và cháu Thư thì đối với em thì cũng bình thường, không có lời qua tiếng lại. Còn vấn đề thì mong mọi người đừng có phân tích hoặc là chia sẻ gì nữa hết, đem cháu Thư lên cộng đồng mạng, vì cháu Thư không phải là phạm tội. Cái thứ hai nữa là cháu Cường đã kêu án thì đúng sai thì pháp luật nó sẽ xử lý, thì mọi người đừng có bàn tán về chuyện của cháu Thư nữa hết á. Mọi người có cái lòng tốt thì đã giúp đỡ chia sẻ và cũng đã cho những cái lời khuyên rồi. Đến thời điểm này rồi, cho dù nó có như thế nào thì cũng mức án là do bên tòa án nó quyết định, chứ mọi người cho một cái lời khuyên là động viên thì em đây cảm ơn. Còn mọi vấn đề thì đôi lời này em sẽ gửi đến cho chị của cháu Cường và mẹ cháu Cường là cháu chồng á. Em gửi lời này đến cho cháu chồng và mẹ của cháu Cường. Thì em mong rằng là chị và cháu chồng đây, nếu mà thương Cường, thật sự là thương Cường, suy nghĩ tới cái mức án của cháu Cường trước mắt, thì đừng đem bé Thư và câu chuyện của cháu Cường lên cộng đồng mạng nữa. Là em đây dùng cái danh nghĩa là mẹ của bé Thư yêu cầu và đề nghị đừng đưa hai bọn trẻ lên cộng đồng mạng. Cái thứ nhất là em đọc được những cái bình luận mà mọi người bình luận chửi, bọn chửi có người thì góp ý, có người thì chửi dùng những lời mà khó nghe, dùng dành cho bé Thư và Cường đó. Cũng có người tốt thì em đề nghị chị và cháu chồng đừng đưa con em lên cộng đồng mạng nữa, cháu Cường luôn, đừng đưa câu chuyện này lên cộng đồng mạng nữa, kết thúc từ hôm nay. Còn vấn đề mà đúng sai á thì hãy để cho cơ quan chức năng làm việc, chứ dư luận mà dư luận xã hội người ta thương á thì người ta sẽ cho mình cái lời khuyên, còn người ta không thích á thì thứ nhất là người ta sẽ dùng công kích, thứ hai nữa là dùng những từ ngữ sẽ không thích hợp cho bọn trẻ sau này. Với lại là em là mẹ của Thư thì không muốn cái dư luận đàm tiếu gì cho con em nữa, tại vì con em trước đây đã mười mấy năm rồi, nó sống trong cái hoàn cảnh như thế nào thì em không còn biết. Hiện tại con em nó đã hai bên đã nhận nhau rồi, là đã về khẳng định là sẽ về mới một nhà với nhau rồi, thì trước mắt em không muốn dư luận để mà chỉ trích con em thêm nữa. Còn cái vấn đề thứ ba chắc thắc mắc là chắc ăn là mọi người sẽ hỏi về vấn đề của chị Loan, thì ở đây em cũng sẽ đáp luôn. Thì khỏi mất công mọi người sẽ thắc mắc một lần, em sẽ đáp hết tất cả mọi người một lần hết. Mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi em, sẽ đáp trong cái live hôm nay luôn. Là vấn đề của chị Loan thì cái công nuôi của chị Loan thì nó bằng cao hơn cái công dưỡng của cái công nuôi chị Loan, nó sẽ cao hơn cái công sinh của em. Với lại á là mười mấy năm qua thì em không trực diện, vẫn như lời nói ban đầu của em không trực diện tiếp xúc và trong cuộc sống của bé Thư. Thì đúng sai
Thì trước tiên em gửi lời cảm ơn tới chị Loan trước, là cô mang mười mấy năm là cho ấy thưa cái cuộc sống nó trong cái hoàn cảnh như thế nào đó, thì em cũng gửi lời cảm ơn tới chị. Và đúng sai như thế nào thì đến dẫn đến cái câu chuyện hôm nay, cái phiên tòa mà chị Loan thẩm dự ấy, chắc có thể là chia sẻ cái video này chị Loan cũng sẽ nghe được, là cái phiên tòa mà chị Loan đã dùng cái đơn mà khởi kiện cho Cường á, là em không là người tham dự, nhưng hiện tại á em là người đại diện hợp pháp của chị Loan. Ồ cho bé Thư, thì nếu mà chị Loan có nghĩ đặt cái tình trạng mà thương cho con Thương, nhưng mà trên danh nghĩa mà chị Loan đã từng nói, thì hiện tại cái phiên tòa đó em không tham dự, thì có lẽ là em không là người xin giảm án được, tại vì em đã gửi cái xin giảm án lên tòa án rồi nhưng mà vẫn chưa thấy phản hồi từ tòa án. Nếu mà chị Loan có nghe được cái tin tức này á, thì chị Loan hãy làm cái gì đó cho cái bọn trẻ đi, coi như là thì ví dụ như giờ cháu Thư đã lên trên cộng đồng mạng nói chị Loan như vậy, là thật Thư câu chuyện đúng hay không thì em không cần, không có chứng kiến thì em không có đề cập tới cái vấn đề đó đó. Nhưng mà chị thương cái bọn trẻ thì chị hãy làm cái điều gì đó cho cái bọn trẻ để mà nó suy nghĩ tới cái vấn đề, và sau này nó biết được chị dù như thế nào. Chị vẫn ấy đây, để em tắt cái chuông điện thoại. Còn cái vấn đề tiếp theo mà em nói á, thì là em mong giữa hai bên gia đình, là nhất là chồng. Em nói lớn gì? Thì em mong giữa hai bên gia đình, nhất là chồng, là từ cái buổi live hôm nay thì nói tóm lại là em đã nhờ anh xin từ mấy hôm nay để hỗ trợ cho em những cái đường live và hỗ trợ những cái tuyến đường mà đi tới đi lui để làm giấy tờ tới thời điểm này. Thì em gửi lời cảm ơn đến nhóm của anh xin và tất cả mọi người. Thì trên live mấy hôm trước em cũng đã nói là em hẹn mọi người đến thời buổi này em sẽ cho mọi người cái kết quả cuối cùng mà em đã đưa ra. Là cái kết quả cuối cùng là mọi người đã quay từ đầu đến đuôi, thì có khúc đầu thì phải có khúc giữa, và cái kết luận là em đáp với mọi người là giữa hai bên sẽ không có cái vấn đề gì tranh chấp nữa. Cháu Thư đã đồng ý đi về mà chưa phải hỏi là bây giờ. Còn cái vấn đề ngoài lề thì cháu chồng á, em gửi riêng cho cháu chồng này. Cháu chồng lên nói á là sẽ là cháu Thư ủy quyền cho luật sư gì đó, thì cái đó em sẽ không quan tâm tới. Còn cái vấn đề quan trọng là cháu chồng đã lên nói thưa kiện cho chị Loan là người mua bán trẻ em, thì ở đây em xin đề cập nhắc cho cháu chồng nhớ luôn. Thứ nhất, cháu chồng không đủ thẩm quyền để đi thưa kiện chị Loan. Là cháu chồng thưa chị Loan thì tất nhiên sẽ thưa em, tại vì người mua sẽ có người bán. Thưa thì cháu chồng sẽ không đủ thẩm quyền để thưa, trong khi đó là ngày xưa mười mấy năm gì trước là em cho cháu thưa là không có đến cơ sở để chứng giám. Cái thứ hai nữa là em không nhận tiền gì từ chị Loan cả. Cái thứ ba nữa là cháu chồng không có đủ cái gì đó, trời em không biết kêu nữa, để mà lật lại cái vụ mà mua bán trẻ em. Thì cho dù có nhờ đến cơ quan chức năng đi chăng nữa thì cháu chồng cũng là người sẽ thiệt thòi nhất. Ở đây là vì em thương cháu Thư mà nghĩ tình cảm cháu Thư nó dành cho cháu Cường. Em đã không nói cái gì rồi, đã không nói đề cập tới vấn đề cháu Cường rồi, mà cũng không có một lời chỉ trích nào từ gia đình của cháu Cường hết. Đó, nhất là thời điểm mà cháu Cường và cháu Thư mới vừa về nhận về, thì nếu mà chỉ trích cháu Cường và có cái thái độ nào đó mà không muốn giúp đỡ cháu Cường, thì ngay lúc đó em đã không công nhận cháu Cường rồi. Mà cháu chồng lại cứ lên video nói cái kiểu như là công kích cho em và cháu Thư vậy đó. Tại vì cháu chính miệng cháu Cường, cháu chồng nói là sẽ nhờ tới cơ quan chức năng lập lại vụ kiện bà Loan là vụ mua bán trẻ em, mà là cái đó tôi gửi tới chồng là tôi không đồng ý. Cái thứ nhất, nếu mà làm gì thì làm, cũng phải suy nghĩ cho em mình. Nếu mà kiện ngược lại thì sẽ thì người mua thì sẽ người bán sẽ tới tôi sẽ lập ngược lại hồ sơ vụ án này. Nhưng mà chỉ trích, nếu mà làm khó làm dễ qua lại thì tôi sẽ lập ngược lại vụ án này, tại vì tôi đã là người không kiện tụng cháu Cường. Thứ hai nữa là hiện tại là cháu Cường vẫn tiếp tục chung sống với cháu Thư, mà tôi đã đến cơ quan chức năng không làm khó làm dễ cháu Cường.
Nếu mà tôi làm dễ làm khó Tráo Cường thì hiện tại Tráo Cường nó sẽ không được cư trú tại địa phương, tại tiếp tục hành vi giao cấu tiếp tục với trẻ em đó. Là cái thứ hai nữa là xem thường pháp luật, mà tại sao tôi không làm khó làm dễ mà Tráo Trầm lại đây? Đáng lẽ là Tráo Trầm phải lên cộng đồng mạng nói ừ là gửi đôi lời đến má nuôi để má nuôi suy nghĩ một cái nào đó có thể là giảm án cho Tráo Cường cùng với tôi, chứ không phải là lên đây để mà thưa kiện người ta lấy cơ bản cơ sở gì thưa. Trong khi đó cháu Thư, nếu mà cháu Thư là đại diện, cháu Thư là người mà có bằng chứng là để khi là mua bán cho Thư đó, cháu Thư có thẩm quyền để đi thưa kiện cả hai bà mẹ luôn. Nhưng mà tại sao cháu Thư không nói điều đó? Mặc dù chồng nói là cháu Thư nói nhưng mà không nghe từ cháu Thư nói, thì tôi đề nghị chồng đừng đề cập vấn đề này nữa. Hãy làm sao lắng xuống để cho hai bên bà mẹ có đồng lòng để giúp cho cháu Cường, chứ không phải lên đây để mà kêu gọi sự giúp đỡ. Mình giúp đỡ cho em mình thì mình nhờ những cái thực tế, ví dụ như là mẹ nuôi hoặc là mẹ ruột, hoặc là đến cơ quan chức năng để mà thấu hiểu, chứ lên cộng đồng mạng thì sự góp ý có người cho mình là lời khuyên, có người sẽ chỉ trích mình như thôi. Tôi muốn câu chuyện này lắng động từ hôm nay, là tôi muốn chồng đừng đề nghị tất cả các anh YouTube còn lại bên hướng ngoài bên nhà của anh chị đó, thì đừng có chia sẻ bé Thư và cháu Cường lên nữa. Nhất là tôi yêu cầu là không chia sẻ con tôi nữa, là bé Thư là không chia sẻ nữa. Còn vấn đề này lúc nãy em cũng đề cập lên đây luôn, em không có phải là muốn nhắc tên hai cái anh YouTube đó, nhưng mà lúc nãy em cũng có lời qua tiếng lại với anh YouTube đó là anh Thế 83 TV đó, TV 83 hay TV 83 TV đó, là anh Minh Tơ. Em nói cho anh hai anh nghe nè, không phải là em nhắc lên đây hay là như thế nào, thì em đề nghị hai anh, tại lúc nãy em đã lên đây là đã lên cơ quan chức năng, đã làm việc với cháu Thư rồi, thì em cũng đã hỏi cháu Thư, thì em đã đưa cùng cơ quan chức năng đưa cháu Thư về nhà. Trong cái tình huống em lấy cương vị làm mẹ thì em muốn thăm hỏi cuộc sống của con em như thế nào, em đi cùng với cháu Thư vào nhà. Hai mẹ con em vẫn nói chuyện bình thường, không có lời qua tiếng lại, mặc dù em vẫn chào hỏi người bên nhà Tráo Cường lịch sự đàng hoàng, không có lời qua tiếng lại mà anh vẫn cầm máy quay em, trong khi đó em vẫn nói là em không đồng ý quay. Thì em đề nghị mấy anh nói là anh Minh Tơ có đáp với em một câu là anh không quay em nhưng mà anh quay chúng cái giọng nói của em, thì em đề nghị mấy anh không phải là không quay, nhưng mà em đề nghị anh đừng quay con em lên nữa, đưa con em lên dư luận để bàn dư luận bàn tán con em nữa, em không đồng ý. Anh đề cập là hôm bữa bên đây người ta quay đưa lên anh không quay, thì cái đó em không đồng ý. Chính mắt em là người chứng kiến được, anh là người quay clip cái hôm mà cháu Cường và cháu Thư đi về mà quay em lúc em nói chuyện nên thằng bánh mì nó mới có cơ sở để nó nói em như vậy. Thì em không đồng ý anh và anh Thế 83, tất cả các anh em YouTube còn lại để chia sẻ về con em, tung hình ảnh con em lên mạng nữa là em không đồng ý. Còn cái vấn đề nữa anh nói là em đừng có lên cộng đồng mạng nữa, anh sẽ không lên, anh đừng có uy hiếp hoặc e dọa em, trong khi đó con em thì em có quyền em đề nghị mấy anh không thể nào quay con em nữa, tại vì con em hiện tại mới có 12 tuổi, chưa đủ tuổi để quyết định, chưa đủ quyền để quyết định, mà mấy anh cứ quay con em đưa lên cộng đồng mạng để cho dư luận bàn tán những lời chỉ trích con em mà em không đồng ý. Mấy anh làm YouTube giúp đời giúp người thì em đây cảm ơn, giúp được em chia sẻ, nhận được lời bé Thư thì thật tại em cảm ơn, đã nhận em nhận lại được bé Thư rồi, thì cái mức án của cháu Cường nó đã kêu rồi, thì cháu Cường đang trong thời gian kháng án, thì em đề nghị mấy anh đừng bao giờ đăng tụi trẻ nó lên nữa. Thì cháu chồng nó đã lên, nó nói là đã có luật sư hỗ trợ rồi, thì đã ngưng cái câu chuyện từ đó đi, mấy anh cứ đưa con em lên chứ dư luận chửi mắng con em hoài sao được. Mấy anh nói làm dư luận làm YouTube sẽ giúp đời giúp người, giúp cái gì? Mấy anh giúp cái gì chia sẻ thì đây em cảm ơn, chứ giúp cái gì nữa, giúp cho dư luận chửi hay sao? Đã bọn trẻ nó như vậy rồi, bây giờ em nói mấy anh nghe, mấy anh không tung lên thì làm sao em biết được cháu chồng nó đòi đi thưa kiện bà Lon? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mấy anh không đăng lên làm sao em nhận được cái thông tin là bé Thư ủy quyền cho luật sư, mà em là người hỏi bé Thư, bé chồng, bé Thư thì bé Thư nó không nói, thì đó có phải là lời chồng lên trên cộng đồng mạng nói, thì có phải đây là lời công kích để cho em và gia đình của Cường nó thắc mắc với nhau hay không? Ở cái điểm thứ ba nữa là anh cứ đăng lên hỏi là cháu Cường đi thi hành án thì con ở đây như thế nào, vậy sao mấy anh không trực tiếp ra cơ quan chức năng hỏi đi, hỏi là làm sao để giảm án rồi cháu Cường, mấy anh không ra đó mà mấy anh hỏi như vậy đi, mấy anh trực diện lên hỏi bọn trẻ đây làm gì, trong khi đầu óc của bọn trẻ nó đã không nhận thức được cái gì đó, nó mới dẫn tới cái sự việc ngày hôm nay, mà tiếp tục mấy anh cứ vô quay bọn trẻ. Mà người lớn trực diện cũng vậy nữa, người lớn trực diện, ví dụ bây giờ em không chỉ trích là bên mẹ cháu Cường đâu, nhưng mà em gửi này lời này đến cho chị là mẹ cháu Cường á, chị là người lớn, chị ở cương vị đó, cho dù chị em hiểu rằng là cái cuộc sống mà con người phải bươn chải, thứ hai đó là không có ăn học nhiều, tại vì em cũng không có ăn học nhiều, không có rành gì pháp luật, nhưng mà chị phải hiểu một điều là như vậy, con mình đang mang án,
thì mình làm sao để đừng cho thông cái tin tin nào đó ra ngoài xã hội nữa, để cho cái dư luận nó chà đạp thêm nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nó dẫn đến hai bên có thể là dẫn đến cái hoàn cảnh đi đẩy xa hơn nữa. Chứ chị cứ để cho cái bọn trẻ được mấy cái anh YouTube đó quay thông tin lên bọn trẻ hoài thì biết rằng là bọn trẻ nó sẽ không nói cái gì đó, nhưng mà mấy anh YouTube sẽ nói một cái lời nào đó sẽ dẫn đến em và chị sẽ có cái mâu thuẫn nào đó, dẫn đến có thể là gặp nhau một cái cương vị nào đó, chứ không phải là mình gặp nhau ở cương vị là nói chuyện hai bên gia đình bình thường. Thì chị phải nên suy nghĩ cho bọn trẻ một tí. Em ở đây là hôm nay là cái video cuối cùng mà em nhờ nhóm anh xin để đăng tải lên, chủ yếu là mục đích là gửi cho tất cả các anh em YouTube khác nghe. Và cái thứ hai nữa gửi đến gia đình chị nghe là chị thương bọn trẻ, thì chị là người giám hộ, chị là người mẹ, thì chị cũng phải có cái quyền nào đó để phiên con cái mình là đừng lên cộng đồng mạng nữa. Thì hiện tại từ ngày bé Thư nó nói là nó không quay nữa thì em cũng không muốn con em lên cộng đồng mạng quay nữa. Thế tại sao thì nó cứ lên trên quê ngoại thì nói là con không quay nữa, mà về dưới thì các anh lại quay đưa con tôi lên hoài là như thế nào hả? Mấy anh trong thời gian đó quay thì mấy anh có thể vận động lại được tất cả những người hiểu lực, không phải là lên mạng đâu. Mấy anh vận động lại hỏi là người ký kiến hoặc là kéo nhau ra ngoài địa phương để hỏi là như thế nào để mà xin giảm án đồ đốc cường, hay là như thế nào để mà phi nhổ hai bà mẹ, ví dụ là như vậy thôi. Mấy anh cho cái lời phiên thôi, mấy anh đâu cần phải lên mạng để mà chia sẻ những cái lời nói này, chia sẻ những lời kia. Thì tôi nói thiệt luôn á, từ đầu tôi cũng không có dự tính gì mà để mà dồn cháu Cường vào đường cùng luôn. Đến thời điểm này tôi nghe chị hai, cháu Cường là cháu Trầm nói á, thứ nhất là cháu thư ủy quyền cho luật sư lập lại hồ sơ vụ án. Riêng cô nói câu đó thì tôi đã cũng muốn nhờ tới công an địa phương, nhờ tới tòa án để lập lại hồ sơ vụ đó rồi. Tại vì trong khi đó con tôi nó không có phạm tội mà cứ đưa lên kêu gọi người này hỗ trợ, người kia hỗ trợ, người này giúp đỡ, người kia giúp đỡ. Là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, mặc dù cô hai khôn lắm, cô hai không đá động cho tôi, nhưng mà cô đã động một điểm là chung động hết. Cô hai đá động là thưa bà Loan vì tội mua bán cho em 2 triệu. Thì có phải là cô hai lôi đồng tôi vào trong đó hay không? Cô hai nói mà cô hai... Lúc mà thật sự là cô hai chỉ nghĩ là cô hai nói tôi bà Loan mặt sẽ không dính tôi, nhưng mà đều dính vào hết luôn á. À, cô hai lôi bán 2 triệu là như là phải có người mua, phải có người bán, có phải đá vào tôi trong đó luôn hay không? Vậy chứ tôi hỏi cô hai, biết Thư là con của tôi, tôi là người đưa chị Loan, thì kiện chị Loan có phải là luôn cả tôi hay không? Thì cô hai nói chuyện mà cô hai không biết suy nghĩ tới vấn đề là phải có chạm tới mẹ của bé Thư hay không. Thì tôi lên đây để nhắc nhở cô hai, chứ không phải là vấn đề mà để mà nói cô hai. Thì tôi nói cô hai muốn thương em mình thì mình đừng lên nói những như vậy. Thí dụ như giờ cô hai muốn kiện đúng không, thí dụ thôi, cô hai lên cộng đồng mạng nói mà cô hai sẽ không làm, nhưng mà tôi nghe được cái câu đó tôi không thích. Tại vì biết sao không? Đá động tới tôi, kiện tụng thì dính phải tới tôi, thì có phải là tôi đi phải ngược lại kiện cô hai hay không? Kiện cô hai thì có phải lôi từ đâu, lôi từ cháu Cường và cháu Thư ra hay không? Và tiếp tục công an hỏi tôi hiện tại là con tôi đang đâu, có phải là tiếp tục chung sống với cháu Cường hay không? Thì tự cô hai suy nghĩ cái tình trạng đó đi. Tôi không muốn làm khó làm dễ, thì tất nhiên mọi người cũng phải suy nghĩ tại sao mẹ bé Thư tới thời điểm này mà mẹ con bé Thư nó không giúp ích cái gì. Không phải là không giúp ích cái gì liền, thứ nhất là tôi im lặng là tôi đã giúp cho cháu Cường. Cái thứ hai nữa là tôi không đi đến cơ quan chức năng, là cái điểm đó là cái điểm phải suy nghĩ tại sao mẹ bé Thư nó không đi, là tại vì tôi không để tôi đi, tôi phải trình báo với mọi người là tôi phải đi. Cái thứ ba đó, nhiều người thắc mắc mẹ bé Thư về không giúp đỡ được gì cho cháu Cường, chứ mọi người ngồi chỉ xem qua cái màn hình này làm sao giúp được. Tôi đã đến cơ quan chức năng trực diện, tại sao cô hai không hỏi hay không nói trên cộng đồng mạng? Là tôi đã từng hỏi cơ quan chức năng có mặt cô hai, là tôi đã hỏi là thấy cái mức án của cháu Cường, nếu mà tôi đã xin giảm án thì tôi phải làm sao, sao cô hai không lập cái những cái lời tôi nói trong cơ quan chức năng lên, mà cô hai chỉ khẳng định là dành riêng này mà kêu gọi để giúp đỡ cho em cô hai thôi. Tôi đã đến cơ quan chức năng là hỏi, lúc đó có mặt cháu Cường, cháu Thư và cô hai, chồng cô hai nữa. Tôi đã hỏi là thấy cái mức án như vậy thì thí dụ như mà tôi muốn xin giảm án cho cháu Cường thì như thế nào, tại vì cái phiên tòa đó tôi không dự nên tôi không biết được tòa thẩm phán như thế nào. Thì cơ quan chức năng có nói với tôi á là đã kêu án rồi, đã có giấy quyết định rồi thì không xin giảm án được, chỉ có đợi chờ bên gia đình Cường là thấy cái mức án như thế vậy thì làm với kháng cáo thôi. Đó, tôi đã hỏi rõ ràng, cô hai cũng lắng tai nghe, mà tại sao cô hai không lên nói, mà cô hai cứ dùng những lời đi thưa kiện hoặc là kêu gọi giúp đỡ. Đó, trong khi đó là thật sự là tôi đã cố gắng xuống tới đường địa phương rồi, tôi đã đi xuống tới địa phương rồi, và tôi đã đi lên tới tòa án rồi. Đó, tôi đã hỏi về cái mức án của cháu Cường và đã làm cái đơn gửi lên trên đó rồi để xin giảm án của cháu Cường, nhưng mà tôi đã nói mấy hôm nay là tôi đã chưa nhận được phản hồi từ tòa án luôn. Mà cô hai vẫn tiếp tục lên là gửi lên tòa án, là gửi được 3 lần tòa đã nhận được thông báo rồi, và gửi lên tòa án tối cao, lôi lên cả luật sư đó. Thì tôi khẳng định với cô hai luôn
cho dù vị luật sư tối cao này đi chăng nữa thì cũng lập lại hồ sơ của cháu Cường, thì cái đó tôi không biết. Nhưng mà riêng về nói trắng án là tôi chắc ăn 100% luật sư tòa án hôm bữa, tòa án bên cơ sở cơ quan chức năng thì cũng đã nói cho cô Hai nghe rồi, tôi không lặp lại. Còn riêng vấn đề mà cô nói luật sư kiện là tôi thì chắc ăn rồi, tôi đảm bảo với cô Hai luôn, tôi đề nghị cô Hai đưa ra cái bằng chứng để kiện bà Loan, là kiện thậm chí cả kiện của tôi. Còn nếu mà kiện không được thì ở đây để tôi đi tiếp con đường tiếp tới cho. Còn tôi khi tôi nghe được cái lời này thì tôi mong rằng mọi người đừng lên YouTube nữa. Cái thứ hai nữa là cô Hai nghe được lời này thì cô Hai cũng đã có số điện thoại bên tôi, thì liên lạc trực diện nói với tôi một câu nào đó, ví dụ như ừ cô ơi cái hôm đó là con gì con lo cho em con, hoặc là lo cho bé Thư, thì con có lên mạng cộng đồng mạng con nói một cái câu đó không đúng hay là như thế nào, hay là con thấy con thắc mắc như thế nào, thì cô Hai trực diện mà hỏi tôi hoặc là trực diện nói với tôi, chứ đừng lên cộng đồng mạng nữa. Đưa bé Thư lên cộng đồng mạng nữa là tôi không đồng ý. Cô Hai và gia đình thật sự nói về là nói thương bé Thư, thì tôi hỏi cô Hai nè, cô Hai nói là thương bé Thư thì đầu tiên tôi đã xuống rồi, thì cháu Thư và cháu Cường cũng nói cháu Thư và cháu Cường ở trong cái nhà quan nha, ở trong cái nhà quan thì sẽ thương bọn trẻ, yêu bọn trẻ, thì đến hợp buổi này cháu Thư thì hiện tại nó đã nhận lại người mẹ rồi, tất nhiên là nó sẽ có nhà cửa nó ở đàng hoàng. Chị nói là thương em Thư như em ruột, rồi rốt cuộc để cho bọn trẻ ở đâu, ở đâu mà đến thậm chí mà đi ra cháu Thư vẫn nói với cơ quan chức năng là ở trong một cái nhà quan nào dột nát. Chính cháu Thư cũng nói với cơ quan là chính cháu Cường cũng nói là hai đứa không sống chung với nhà tại vì công an không cho tạm trú. Vậy sao cô Hai và gia đình không dùng một cái lời khuyên nào đó, ừ ví dụ như bây giờ thương cháu Cường thì có thể về bên gia đình, hoặc là hai đứa có thể tìm cái chỗ nào đó sống tốt hơn là trong địa phương, hoặc là có thể nhờ giả tôi ừ chị ơi chị có thể là xuống đây để mà làm cái tạm trú cho cháu Thư nó ở đây một cách đàng hoàng hay không. Gia đình không hề nói với tôi và cũng không bao giờ nói cái gì với tôi, chỉ nói cái ngoài miệng thương bé Thư như em ruột, rồi cho con tôi ở trong một cái nhà quan, cho con tôi một cái nhà quan. Lúc nãy tôi cũng đã đi vào, tôi không hề có một lời nào nặng tiếng với gia đình hết. Nhưng mà nhìn trực diện lại hai đứa trẻ, một đứa là con mình và một đứa là đang quen với con mình á, lại ở trong một cái nhà quan dột nát mùng mền, thì hỏi cháu Thư đâu thì cháu Thư nó cũng nói là để bên nhà bên kia, nhưng mà chỗ ngủ thì không thể nào diễn tả được, đúng lại là như không thể nào là dành cho con người ngủ được đó. Thì thương con tôi là thương dữ chưa, thí dụ nó thương tôi thì dùng những lời phiên này ừ con em ơi cái con ơi, thì thương cháu Cường thì bây giờ hoặc là thuê cái nhà hai đứa cùng ở đi, rồi hoặc là ra cơ quan chức năng nhờ mẹ đẻ xuống đây xin cơ quan chức năng làm một cái tạm trú nào đó, chứ không phải để tôi đi tới cơ lui ngoài ngoài cơ quan chức năng. Mặc dù tôi biết cái hoàn cảnh chị thương con thì dự là sẽ thương trên cái danh nghĩa mà chị nói, thì tôi không biết thương con thật sự là thương con tôi hay không, hay là thương trong lúc cháu Cường kêu án đó. Nếu mà thương con tôi thì tôi mong rằng là cho hai đứa trẻ có một cái lối sống hay là một cái cuộc sống ổn định. Nghĩ rằng là ừ cháu Thư, tôi hỏi cháu Tư là cơm nước gì chưa, cháu Thư nó nói sáng giờ con cũng chưa có ăn đó, rồi ăn uống sao, ăn uống thì mọi người giúp đỡ cho mì gói cho cơm cho gạo gì đó, rồi để bên nhà cháu Cường thì cùng nấu cùng ăn, thì cái đó là tôi không nói, con tôi nó chấp nhận được thì tôi chấp nhận được. Nhưng mà riêng về vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ thì bước vô trời hỏi ơi, cái chỗ ngủ không thể diễn tả được để cho con người ngủ. Nếu mà thật sự là chị thương hai bọn trẻ thì chị cũng có thể ừ chị ơi chị xuống đây chị làm cái giấy cho con bé, lãnh cho con bé tạm trú, hay là chị đến cơ quan chức năng với tôi để mà nói cho con nó ở đây cho đến mà thời buổi thằng Cường đi thi hành án, có thể nói với tôi vẫn sẽ đề nghị tới cơ quan chức năng để làm giấy tờ đó cho Thư tạm trú vẫn được. Mà chưa tới hồi buổi này chưa ai từng nói với tôi, hôm nay tôi sẽ lên đây tôi nói hết, tại vì hôm nay là cái video cuối mà tôi gửi cho tất cả mọi người để mọi người biết, thì chị cùng lắng nghe. Tôi lấy cái cương vị làm mẹ thì chị nói chị thương con, chị hãy lấy cái tình thương mà chị dành cho con chị á, chị đặt vô cái cảm nghĩ của tôi đi. Khi tôi không nhận lời được bé Thư thì thôi, tôi nhận lời bé Thư thì đầu tiên tôi nói chị nghe nè, dư luận chỉ trích tôi, chửi bới tôi tại sao là tôi không mặc cảm, cái nào tôi có lỗi thì tôi có lỗi, tôi nhận tôi có lỗi là tại vì tôi không chăm sóc được cho bé Thư trong suốt mấy năm qua. Không phải gì đó mà chị đem cái cảm nghĩ của người làm mẹ như chị mà chị không đặt cho tôi cái cảm nghĩ đó. Chị nói ừ là tôi từng làm mẹ tôi sẽ hiểu cái cảm giác của chị bây giờ. Thì chị có nghĩ một ngày nào đó mà gia đình tôi trực diện xuống thăm cháu Thư mà cháu Thư có cái cuộc sống mà ăn ngủ như vậy thì chị sẽ nghĩ lúc đó chị sẽ cho cô một cái lời nói như thế nào không? À, mặc dù là tôi biết hai bên gia đình thật sự là tôi không có khi dễ, tôi vẫn tôn trọng chị, tại vì quyết định con tôi nó chọn quen ai và sống với ai tôi vẫn tôn trọng. Giàu nghèo từ đầu tôi đã nói là tôi không phân biệt được giàu nghèo,
Thật sự người làm mẹ nào cũng muốn cho con mình được cái cuộc sống tốt hết trơn. Nhưng mà tôi không đề nghị chị phải cho con tôi cái cuộc sống hoàn hảo tốt. Tôi chỉ cầu chị là chị cho con tôi cái chỗ ngủ tử tế thôi.